Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, phát thật giá mình hàng ngày mà theo. Và vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì ngày nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi ích gì. Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý tu sĩ, kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong suốt năm phục vụ, Giáo hội chúng ta mừng kính rất nhiều các vị tử đạo ở mọi thời đại, thuộc mọi chủng tộc, ngôn ngữ, màu da và tiếng nói khác nhau. Điều đó cho chúng ta thấy sự phong phú và nét đẹp của Giáo hội Chúa Kitô. Tuy nhiên, thánh lễ hôm nay, Giáo hội Việt Nam ta được phép mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam trong của chúng ta. Chúng ta thấy cái bầu khí thánh lễ hôm nay có một cái gì đó thật là thiêng liêng, thật là gần gũi và thật là sốt sáng đối với tất cả và mỗi người Công giáo Việt Nam chúng ta. Tại sao như thế? Tức là bởi vì các thánh tử đạo Việt Nam trong của chúng ta là người Việt Nam. Dĩ nhiên trong số 117 vị thánh tử đạo Việt Nam đấy, chúng ta thấy có 8 vị giám mục và 13 linh mục là người ngoại quốc. Các ngài là những thừa sai ở các nơi đi đến quê hương đất nước Việt Nam chúng ta đây, chọn nơi này làm quê hương thứ hai để sống tại đây, để loan báo tin mừng và chấp nhận mọi gian nan khốn khó, kể cả cái chết, để làm chứng cho Chúa và để biểu tỏ niềm tin cũng như là lòng yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em đồng bào Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta vẫn gọi là lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam là như thế. Chính vì thế mà chúng ta tin là ngày hôm nay các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta cùng với chúng ta đang hân hoan dâng lên Chúa tâm tình chúc tụng tạ ơn. Bởi vì tử đạo là một hồng ân Chúa ban, không phải là do tài đức hoặc là công lao gì của ai, nhưng mà đây là hồng ân Chúa ban để làm cho giáo hội của Chúa thêm phong phú và vinh quang. Và đồng thời chúng ta thấy Chúa đã dùng các ngài như là những dấu chỉ, là biểu tượng của tình yêu. Hơn thế nữa, như Tertulliano đã nói, máu và các vị tử đạo đổ ra để trổng sinh các Kitô hữu. Máu của rất nhiều, không chỉ là 117 thánh tử đạo và chân phúc tử đạo Andre Phú Yên, mà một số các bậc đáng kính khác trong tương lai cũng sẽ được giáo hội tôn vinh lâm làm hiển thánh. Thế nhưng mà hàng trăm ngàn các Kitô Việt Nam ta, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần dân Chúa, đã cống hiến mạng sống của mình, máu đào của mình đổ ra để ngày hôm nay chúng ta có một giáo hội phong phú và giáo hội của chúng ta đang trên con đường phát triển. Đây chính là cái tâm tình mà chúng ta phải cùng với các ngài tạ ơn Chúa, và chúng ta cũng cảm ơn các ngài. Ăn quả như kẻ trồng cây, không những các vị tử đạo Việt Nam chúng ta đấy đã để lại chúng ta một giang sơn gấm vóc Việt Nam này, dù nhỏ bé thế nhưng mà chúng ta vẫn thân thương yêu mến. Các ngài cũng những bảo vệ tổ quốc chúng ta, xây dựng đất nước chúng ta, và nhất là các ngài đã đón nhận niềm tin trong một cái bối cảnh rất khó khăn. Khó khăn không những về những ngôn ngữ khác biệt, về một cái đạo lý cao siêu mà các vị tử sai đến đây rao giảng, và hơn thế nữa chúng ta thấy trong cái khung cảnh mà ngay từ những ngày đầu các ngài đã bị tác hại một cách dữ tợn. Đọc lại sử liệu chúng ta thấy các vị tử đạo Việt Nam trong ta có thể nói như là bị tác hại còn dữ tợn hơn ngay cả giáo hội mẹ Roma ngày xưa nữa, suốt một chiều dài gần 300 năm như thế. Nhưng với ơn Chúa, với sự kiên cường anh dũng của các ngài, hôm nay chúng ta có một giáo hội phong phú. Và nhất là chúng ta thấy giáo hội Việt Nam ta đang trên đà phát triển và có niềm hy vọng trong tương lai, tin mừng đó được loan báo nhiều hơn nữa nếu mỗi người chúng ta hôm nay
cầu nguyện với các ngài và nơi cơn các ngài. Vì thế mà mừng kính các tách trời đời Việt Nam, chúng ta không chỉ là kiêu hãnh, chúng ta cảm thấy hân hoan vui mừng mà thôi, mà chúng ta được mời gọi tiếp bước các ngài để làm chứng tá cho Chúa. Bởi vì từ đạo theo nguyên nghĩa có nghĩa là làm chứng. Nếu các ngài đã làm chứng bằng máu đào thì hôm nay chúng ta làm chứng bằng cuộc sống của chúng ta, để nói như Chúa Giêsu nói, để ta nhận biết các con là muôn, để có thể là các con hãy yêu thương nhau. Bất cứ người Kitô nào cũng phải thể hiện tình yêu đó, để chúng ta trở thành muối, thành men trong môi trường sống của chúng ta. Và hơn thế nữa, với cái cộng đoàn Kitô giáo của chúng ta đó, và trở thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương như ngày xưa. Những người lương dân nhìn vào giáo hội của Chúa Kitô cũng đã khen ngợi, kìa xem những người Kitô họ yêu thương nhau biết mấy. Sự liệu cũng kể lại rằng khi mà cộng đoàn ở Thăng Long ở thủ đô đấy được thiết lập, những người lương dân người ta cũng nhìn vào đây, người ta gọi chúng ta là đạo của những người yêu thương nhau. Cái nét đẹp đó xem ra ngày hôm nay chúng ta chưa làm rõ lên, làm sáng lên. Và đấy là điều chúng ta phải cầu nguyện, xin các tách trời đẹp Việt Nam chúng ta sống được cái niềm tin đó, thể hiện một cách rõ nét bằng sự quan tâm yêu thương nhau đã vậy, mà yêu thương tất cả mọi anh chị em chung quanh chúng ta, để chúng ta loan báo tin mừng. Vì thế kính thưa quý ông bà và anh chị em, mừng lễ các tách trời đẹp Việt Nam ta có một vài điều có lẽ trước hết chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta thêm việc học hỏi để biết về các ngài. Vô tri bất ngộ, không biết thì không yêu. Chứ chúng ta biết đến các tích trời đẹp Việt Nam đấy, trong 117 vị, có lẽ chúng ta không thể nhớ tên hết, không thể thuộc thành phần hết. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta, nhất là đồng mục của giáo xứ chọn các tích trời đạo làm bổn mạng, chúng ta có thể nói chung một số các vị ông trùm ở trong hội đồng mục, ở trong 117 vị thánh trời đạo, để chúng ta yêu lòng yêu mến. Trước đây giáo xứ chúng ta đây có trưởng Vinh Sơn Liêm, có con đường Vinh Sơn Liêm, tôi lấy ví dụ như vậy để biết thánh Vinh Sơn Liêm là ai, ngài sống như thế nào. Rồi trong cái vai trò là ông trùm chẳng hạn, và đặc biệt là quý bà thánh Yne Lê Thị Thành là mẫu của người phụ nữ Việt Nam đã chu toàn bổn phận làm vợ, làm mẹ, đạo đức giáo dục con cái giống như bà mẹ ở trong sách Maccabê. Bà đã khích lệ con cái của mình chấp nhận hy sinh ngay cả từng phần thân thể của mình, ngay cả sự sống của mình. Để rồi qua đó bà tin rằng Thiên Chúa đã trả lại sự sống đó cho bà, cho con cái của bà. Cho nên ước mong các ông các bà cố gắng quan tâm để chúng ta biết các thánh trời đạo nhiều hơn nữa, và giáo dục con cái chúng ta nơi gần bất chiếc các ngài. Đồng thời chúng ta còn siêng năng để chúng ta cầu nguyện với các ngài. Các thánh trời đạo Việt Nam là cha của chúng ta, có lẽ rất là gần gũi với người Việt Nam ta. Các ngài không có khả năng hay là xin lỗi, các ngài phải bây giờ không được làm chứng đáp lại như các thánh khác. Tuy nhiên mà chúng ta tin rằng hôm nay trước bàn thờ Chúa, trước tôn nhan danh Chúa, các ngài là những người bạn thân của Chúa. Các ngài đang bầu cử cho quê đất nước Việt Nam, cho tất cả mỗi người chúng ta, cho cái bối cảnh để chúng ta đang sống có những cái khó khăn cách này cách khác. Các ngài hiểu rõ hơn ai hết về người Việt Nam là cái gì, để các ngài bầu cử cho chúng ta. Và điều quan trọng nhất cũng vẫn là chúng ta học hỏi nơi gương bắt chước các ngài. Như tôi đã nói, từ đạo là một ơn đặc biệt Chúa ban cho các ngài, cho giáo hội. Vì thế mà có lẽ chúng ta không có cái hạnh phúc đó, bởi vì ngày hôm nay hiến pháp nói bảo vệ tự do tín ngưỡng, nhưng mà sống niềm tin và sống tinh thần từ đạo, tức là chúng ta được mời gọi bước đi con đường hẹp, con đường mà Chúa Giêsu mời gọi, nghe muốn làm mua điều của tôi, hãy từ bỏ mình bắt thập giá cho tôi mỗi ngày. Ai trong ta cũng là con người yếu đuối, nói như thánh Phaolô, điều tốt tôi muốn làm tôi không làm, còn điều xấu tôi cũng muốn làm tôi lại làm. Thân phận chúng ta là như thế đấy. Cho nên phải cầu nguyện nhiều hơn nữa, để với ân sủng của Chúa, với tình yêu của Chúa, chúng ta luôn luôn chọn Chúa hơn là chọn cá nhân chúng ta, hay là chọn bất cứ cái gì khác, để chúng ta làm mất lòng Chúa. Và đây là điều mà chúng ta phải nói gương bắt chước các thánh trời đạo Việt Nam, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Hôm nay thật sự ra người ta cũng không đòi chúng ta lúc nào được công khai kê rằng tôi là thầy công giáo vân vân. Thế nhưng mà thể hiện, ví dụ như chúng ta ngoài đường, trong khi ăn uống, cho rằng giấu thánh giáo, chúng ta sống trang nghiêm, sống tử tế, sống bác ái yêu thương. Như lời Chúa nói, người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy là yêu thương nhau. Và Chúa còn nói với chúng ta, sự sáng các con phải chiếu rọi ra xung quanh, để mọi người nhận biết và tôn vinh cha các con ở trên trời. Có lẽ chúng ta tự hỏi liệu bản thân tôi có cái gì đó đẹp hơn, sáng hơn, tốt hơn để anh chị em lương dân quý mến tôi hay không? Tôi biết có một số anh em lương dân khi mà sống chung, chơi chung với chúng ta, người ta quý người công giáo mình. Chúng tôi thường hay đi các ban Caritas, ban bác ái của các đoàn thể. Chúng tôi biết có một số người lương dân, thế nhưng mà rất quý chúng ta qua những tác bác ái. Họ vẫn tình nguyện đi với chúng ta, họ vẫn đóng góp, và đóng góp rất là quảng đại
đến cái đối tượng đang nghèo khó với anh chị em dân tộc chẳng hạn, trong cơn lũ lụt chẳng hạn. Nhưng anh chị em thấy cái nét đẹp của người công giáo, của giáo sứ chúng ta, đấy là các chúng ta đang làm chứng tá. Chúng ta đang nói với các thánh thể đạo Việt Nam không cần phải đổ máu, nhưng mà đổ những giọt mồ hôi, những hy sinh và đổ tình yêu cho anh chị em đồng bào của chúng ta. Đây là cách chúng ta tôn kính các ngài và nâng lên bắt trước các ngài. Thánh Gioan Soan Paulo định đi trong ngày tôn vinh 117 vị chân phúc của đạo Việt Nam lên bậc hiển thánh. Ngài cũng đã nói anh chị em hãy hãnh diện bởi vì mình là người Việt Nam. Anh chị em hãy hãnh diện bởi vì mình là người công giáo Việt Nam. Có rất đông các vị thầy đạo như thế. Để hôm nay chúng ta tiếp tục viết những trang sử oai hùng bằng đời sống chính tá, bằng tình yêu thương của chúng ta, để giới thiệu Chúa là tình yêu cho anh chị em đồng bào Việt Nam của chúng ta. Xin các thánh thầy đạo Việt Nam chúc lành cho giáo hội Việt Nam, cho giáo sứ Tân Việt chúng ta, cho hội đồng mục của giáo sứ và cho mỗi người chúng ta. Xin các ngài chúng ta thêm lời cầu nguyện với Chúa để chúng ta biết nói với các ngài sống niềm tin và sống tinh thần từ đạo, có con đường hy sinh yêu thương của anh chị em, để chúng ta loan báo tin mừng của Chúa cho anh chị em đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta.